giao lưu nhanh của anh em một cây à, xăm trái Cây xăm trái dòng khai thác nha Cây này có bộ đế cũng đẹp của anh em Cây dòng khai thác nha của em tại vị trí này nó tầm khoảng 20 nha hoàn thân tầm khoảng 11 Quảng thân khoảng 11 Chậu này là vuông kích thước là 20 Vuông kích thước 20 nha Đó. Chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn tầm khoảng 30 nha Phủ tán Cô đang từ tầm chậu ra khoảng 45 Cây xanh trái dùng khai thác luôn em Cây rất già Chỉ cần già nha 1 triệu 3 của em 1 triệu 3 bao ship nha Giá cực kỳ rẻ luôn Xam hết thời nha quý nè 1 triệu 3 bao ship cái này Rất là già Chỉ cần rất già Em lưu ý đây là một cây dòng khai thác nha Không phải là dòng công nghiệp nha Này có cái ếch của lá đẹp này thân lét lượng cái này chúng ta trưng bằng tràm bằng công ta chơi bay dẫn bay chỉ cần già yeah, dòng lá này cũng lấy nhỏ cũng đẹp xăm trái nha xăm trái cây đang phát triển tược non nha quên em chỉ cần ok một triệu ba của em triệu ba bao ship cả cây cả chậu nha giá cực kỳ đấy.